Sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài định lý Pythagore. Bài này cực kỳ quan trọng, nên là chúng ta phải biết cách vẽ hình, nhìn hình và biết cách thuộc công thức để mà chúng ta tính toán các cạnh huyền hay là cạnh góc vuông các em nhé. Như vậy thì trong quá trình học mà bạn nào chưa đăng ký vào khóa học online cũng như là chưa đăng ký vào kênh thì chúng ta nhanh tay đăng ký vào cái kênh và nhấn vào cái chuông các em nhé, và đăng ký vào khóa học online để chúng ta nhận được đầy đủ các bài giảng của thầy. Ok. Bài hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở bài số 8, đó chính là các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Như vậy thì ở trong tam giác bình thường chúng ta được học thì chúng ta đã biết được ba cái trường hợp bằng nhau của một cái tam giác bình thường, đó chính là gì các em? Đó, trường hợp thứ nhất mà chúng ta được học đó chính là gì? Cạnh. Ba cạnh của tam giác này mà bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác nó sẽ bằng nhau tương ứng theo trường hợp cạnh cạnh. Trường hợp thứ hai đó chính là cạnh góc cạnh. Góc này phải là xen giữa, các em lưu ý cái từ xen giữa nhé, nghĩa là cái góc này nó sẽ xen giữa hai cạnh này. Ok. Cái trường hợp thứ ba đó chính là góc cạnh góc, thì cạnh này phải là cạnh xen giữa. Các em phải hết sức lưu ý và để ý những cái mà thầy nói. Như vậy thì đây chính là cái trường hợp tam giác thường, cái tam giác thường. Còn bữa nay chúng ta sẽ học đó chính là tam giác vuông. Tam giác vuông thì nó sẽ có những cái trường hợp thêm nào nữa thì ở trong sách giáo khoa mà thầy đã dạy miễn phí cho em ở trong kênh của thầy thì nó có trường hợp gì em? Đó chính là cạnh huyền góc nhọn, cạnh huyền góc nhọn nhé. Nếu mà cạnh huyền của tam giác vuông này bằng cạnh huyền tam giác vuông kia và góc nhọn này và bằng góc nhọn tam giác kia thì hai tam giác vuông nó sẽ bằng nhau. Nhớ chỉ áp dụng trong tam giác vuông thôi nha. Trường hợp thứ hai đó chính là cạnh huyền cạnh góc vuông, cạnh huyền cạnh góc vuông, cạnh huyền cạnh góc vuông, đây là cạnh huyền góc nhọn. Thì như vậy thì chúng ta ở trong clip ở trong sách giáo khoa thầy đã dạy cho các em hai trường hợp này, nên chúng ta sẽ đây chính là những cái trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Thì tam giác vuông thì nó không chỉ bằng nhau, nó không chỉ có những cái trường ba trường hợp tam giác thường này, và bên cạnh đó nó sẽ bổ sung thêm hai trường hợp này nữa. Trong quá trình học chúng ta phải hết sức lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên ở trong clip hôm nay, đó chính là cái bài 93 nhé. Học hình thì chúng ta phải biết cách vẽ hình, nhìn hình để mà chúng ta chứng minh em nhé. 93 này chúng ta đọc, bây giờ thầy sẽ lấy cái thước này, đây cái bộ series thước bút của thầy đây, mua cả tỷ nha, 10 tỷ đấy, nghĩa là tương ứng với 10k là 10.000 đấy. Ghê không, em thấy thầy giàu không? Cho tam giác ABC cong tại A, nhớ người ta để là cho chúng ta tam giác cong. Tam giác cong là tam giác gì? Là hai tam là cái tam giác đó có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đấy bằng nhau nhé. Kẻ AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A. Để chứng minh nó là tia phân giác thì chúng ta cần phải chứng minh hai góc, cái hai góc nhỏ đấy sẽ bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ vẽ hình ra nhé. Như vậy thì cái tam giác cong ABC cong tại A anh em ha, nó rất là dễ nha. Đây chỗ thầy đang mưa lay bay game nhé, chỗ game có mưa. Như vậy thì đây là tam giác A B C cong tại A, nên ta đánh hai cạnh bên này bằng nhau, được chưa nào? Kẻ AD vuông góc với BC. Ok. AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc A. Để chứng minh nó là tia phân giác của góc A thì chúng ta cần phải chứng minh tại cái vị trí này, này hai cái góc mà nó chia ra này, nghĩa là cái góc vị trí góc BAD với lại CAD, hai góc này nếu em chứng minh được hai góc này bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra cái tia AD này chính là tia phân giác của cái tam giác ABC, ý là như vậy đấy, được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy là vuông ở D thì chỗ đây vuông thì bên đây cũng sẽ vuông. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét hai cái tam giác này, hai tam giác nhỏ này, nếu chúng ta chứng minh được hai tam giác nhỏ này bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được hai góc tương ứng này nó sẽ bằng nhau, và khi hai góc tương ứng này bằng nhau thì AD này sẽ là tia phân giác của cái tam giác B của góc BAC, có được chưa? Nghĩa là góc A đây. Như vậy thì bây giờ chúng ta cùng xét hai cái tam giác ADB và tam giác ADC, chúng ta có gì các em?
có góc ADC bằng góc ADB và bằng 90 độ, nghĩa là thể hiện đây là tam giác vuông này. Như vậy thì chúng ta có AB bằng AC vì cái tam giác ABC cong tại A. Em hiểu nào? Có AD là cạnh trung. Như vậy thì ở đây nó bằng nhau theo trường hợp là gì? Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Cái anh đây là cạnh góc vuông này, anh đây là cạnh huyền này, bằng nhau là trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Em hiểu chưa? Nên ta suy ra hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau rồi thì chúng ta suy ra AD sẽ là tia phân giác của góc A. Em hiểu chưa nào? Ok. Rồi. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành là gì? À, đầu tiên là chúng ta xét hai tam giác vuông. Các em có thấy ổn không? Vuông ADB và cái tam giác vuông ADC có. Như vậy ở đây chúng ta có ADB sẽ bằng ADC và bằng 90 độ. Đây là A này các em nhé. Ok. Rồi, đồng thời chúng ta có AB bằng AC. Ở đây chúng ta có thể mở một đơn ra là vị tam giác ABC cong tại A. Có được chưa nào? Chúng ta có AD là cạnh trung. Ok. AD là cạnh trung. Như vậy thì chúng ta sẽ do đó cái tam giác ADB bằng cái tam giác ADC theo trường hợp là gì các em? Cạnh huyền, cạnh góc vuông. Ok. Được chưa nào? Nên từ đó chúng ta suy ra hai cái góc tương ứng của nó là góc BAD sẽ bằng góc gì? CAD. Hai góc tương ứng. Được chưa nào? Từ đó chúng ta sẽ suy ra AD là tia phân giác của góc A. Đập phải con mũi là điều phải chứng minh đấy em. Đập phải con mũi là điều phải chứng minh. Thầy nói đùa vậy thôi. Đó chính là điều phải chứng minh nha. Ok. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 94 em nhé. Ta đi sang bài 94 em. Cho tam giác ABC cong tại A, kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB, gọi K là giao điểm của BD và CE, chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A. Lại là tia phân giác các em ha. Chứng tỏ chúng ta cũng chứng minh hai cái góc mà nó tạo thành bằng nhau, hai góc nhỏ không em ha. Như vậy thì ở đây chúng ta cần xịt kỹ đó. Đây, 4 đơn vị, mỗi cái là 2. Như vậy thì ở đây cái tam giác A, B, C cong tại A, nghĩa là hai cạnh B này sẽ bằng nhau này. Kẻ BD vuông góc với AC. Như vậy thì ở đây BD vuông góc với AC nhé. Không? Gì nữa nào? CE vuông góc với AB. Đó. Gọi K là giao điểm của BD và CE. K đây. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A. Như vậy thì giống như nãy nghe. Nếu chúng ta chứng minh được góc A1 mà bằng góc A2 đi, đánh cho nó nhanh. Nếu các em chứng minh được hai góc này bằng nhau thì AK sẽ là tia phân giác của góc A. Mà để chứng minh được thì các em sẽ xét lại cặp tam giác này AEK với lại là ADK. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải chứng minh dùm thầy là gì? AE bằng AD. Mà để chứng minh được AE bằng AD, nếu mà chúng ta chứng minh được AE bằng AD thì coi như hai tam giác này sẽ bằng nhau. Chúng ta sẽ suy ra được hai góc tương ứng này sẽ bằng nhau. Để chứng minh được AE bằng AD thì các em lại chứng minh dùm thầy cái tam giác này các em. Đó chính là tam giác ADB. Các em thấy không? Với lại tam giác AIC. Ok. Như vậy thì chúng ta có cái gì các em? Như vậy chúng ta có là AB thì bằng AC. Phải không? Đúng chưa?
với lại có cái góc A này là góc chung, nghĩa là cái góc D A B với lại cái góc E A C lại bằng nhau, và góc A là góc chung nha, nên ở đây nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh hiện góc nhọn. Ok rồi, như vậy thì ở đây chúng ta nên đó, khi đó chúng ta suy ra AE sẽ bằng với AD, và khi AE bằng AD rồi chúng ta xét tiếp tục hai tam giác nhỏ này là coi như chúng ta suy ra được hai góc này bằng nhau, và hai góc này bằng nhau chúng ta suy ra AK sẽ là tia phân giác của góc A. Cái hướng chứng minh ta là như vậy. Như vậy bây giờ chúng ta chứng minh hai tam giác lớn này bằng nhau trước. Ok, như vậy chúng ta xét hai cái tam giác vuông ADB và AIC có gì em, cái góc ADB bằng AIC và bằng 90 độ, được chưa nào? Ta có AB bằng AC, vị cái tam giác ABC cong tại A. Các em có thể ghi giả thiết cũng được. Cái góc DAB bằng cái góc IAC, được chưa nào? Do đó cái tam giác ADB bằng với cái tam giác AIC theo trường hợp là gì? Cạnh huyện góc nhọn. Mục đích của chúng ta chứng minh hai tam giác này bằng nhau để chúng ta suy ra, khi suy ra gì? AD sẽ bằng với AI, hai cạnh tương ứng. Được chưa nào? Khi chúng ta suy ra được hai này, tiếp tục chúng ta xét hai cái tam giác nhỏ, đó chính là AIK với là ADK. Như vậy hai này bằng nhau, có AK là cạnh chung này, thì sẽ suy ra trường hợp là gì? Cạnh huyền cạnh góc vuông. Các em hiểu không nào? Ok, như vậy ở đây chúng ta tiếp tục xét hai cái tam giác vuông ADK và AIK có góc ADK bằng AIK và bằng 90 độ. Các em hiểu nào? Cái thứ hai đó chính là gì các em? Đó chính là AD thì bằng với AI, không? Chứng minh trên ta có AK là cạnh chung, do đó cái gì em? Do đó cái tam giác ADK sẽ bằng với tam giác AIK theo trường hợp là gì? Cạnh huyền cạnh góc vuông ha. Được chưa nào? Đó, nên chúng ta sẽ suy ra góc DAK sẽ bằng góc IAK, hai góc tương ứng, nghĩa là góc A1 bằng góc A2 nha. Ok, từ đó chúng ta suy ra vậy AK là tia phân giác của góc A. Ok, được chưa? Đây, bài 94 hình vẽ em. Trong quá trình học mà các em thấy có xuất hiện quảng cáo thì chúng ta click quảng cáo, và nhớ đăng ký vào kênh nha các em nhé. Like, comment, tích cực chia sẻ bài giảng cho thầy ở trên Facebook, cũng như là cho các bạn cùng trường, cùng lớp và trong thôn xóm của em đang ở đấy nha. Cảm ơn các em. Rồi, như vậy thì tới đây clip tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em bắt đầu những cái bài sau, cũng có một số bài thầy sẽ up trên kênh không công khai các em, chúng ta có tìm đi chăng nữa thì cũng không có nha. Như vậy chúng ta bắt buộc phải đăng ký khóa học. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.